Bạn muốn bán hàng trên Lazada nhưng chưa biết phải làm sao. Bạn không biết cách để tạo ra được một gian hàng thật chuẩn, thật chính xác ở trên Lazada như thế nào. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với thanhtinhbùi.com. Mình là Thịnh và trong video ngày hôm nay, Thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký bán hàng trên Lazada như thế nào cho thật chính xác và cách tạo một gian hàng bán hàng trên Lazada như thế nào cho hiệu quả nha. Và bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của Thịnh và nhớ bấm vào cái nút chuông ở bên cạnh nữa để bạn nhận được email thông báo mỗi khi Thịnh ra video mới về chủ đề này nha. Đầu tiên, Thịnh sẽ giải thích sơ qua cho những bạn nào chưa hiểu về bán hàng trên Lazada là gì. Bán hàng trên Lazada có nghĩa là bạn sẽ chụp hình sản phẩm của mình và đăng lên trên Lazada. Khi mà có một khách hàng nào đó, họ vào Lazada, họ mua cái sản phẩm của bạn, thì bên phía Lazada sẽ trực tiếp vận chuyển món hàng đó đến tận tay của người khách hàng và sẽ chuyển cái tiền hàng của bạn á qua tài khoản ngân hàng của bạn. À, đó là cái một quy trình mà bán hàng trên Lazada. Thì như bạn đã thấy trên màn hình nè, là Thịnh chia ra cho bạn tất cả là 5 bước cho nó chi tiết ha. Đó, đầu tiên bạn sẽ có một ý tưởng kinh doanh, bạn nhập cái nguồn hàng của bạn về, có nghĩa là bạn phải chuẩn bị sẵn cái nguồn hàng ở trong tay bạn rồi. Sau khi bạn có được cái hàng trong tay rồi thì bạn mới chụp hình cái sản phẩm đó. À, bạn đăng lên trên Lazada, bạn đăng ký một cái tài khoản bán hàng trên Lazada và bạn đăng hình ảnh của mình lên trên đó. Đây, và bước 3 là tiến hành quảng bá cái shop của mình ha, những cái cách mà quảng bá hoặc là tối ưu shop như thế nào thì một lát trong video này mình sẽ nói. Đó, bạn sẽ quảng bá shop để có nhiều khách hàng họ tới mua hàng trên shop của bạn. Rồi, bước 4, khi khách hàng xem và đặt mua hàng, Lazada sẽ xử lý ha, họ sẽ xử lý cái đơn hàng đó. Ở kiểm kho, họ làm tất cả mọi thứ, họ liên hệ với khách và cuối cùng họ sẽ chuyển đơn hàng đến cho khách và chuyển tiền hàng vào trong tài khoản ngân hàng của bạn. Đó là những cái bước rất là đơn giản khi chúng ta bán hàng trên Lazada. Và thực hành tạo gian hàng trên Lazada như thế nào thì bây giờ bạn sẽ cùng theo Thịnh những video tiếp theo nha. Đầu tiên, để bắt đầu bán hàng trên Lazada thì bạn sẽ truy cập vào cho Thịnh website của Lazada, có đường link là lazada.vn ha. Đường link này Thịnh sẽ để trên màn hình đây, các bạn truy cập vào đây, lazada.vn. Rồi, sau khi bạn truy cập vào trong Lazada.vn rồi thì bạn sẽ nhìn ở trên đây nè, nó có một cái chữ là bán hàng cùng Lazada. Thí dụ như sau này mà Lazada họ có đổi giao diện á thì bạn cứ tìm vòng vòng ở trên cái thanh menu này thôi, nó sẽ có cái chữ bán hàng cùng Lazada ha, bạn đánh dấu vào. Mình bấm vào bán hàng cùng Lazada. Rồi, ok. Chạm đến hàng chữ khách hàng cùng Lazada. Rồi, cái này thì phần họ quảng bá thôi, không có gì hết. Bạn kéo xuống bên dưới thì khi bạn kéo xuống bên dưới sẽ có ba cái mục là trở thành nhà bán hàng. Nó có ba cái loại nhà bán hàng. Đầu tiên là Last Mall. Last Mall này bạn sẽ đăng ký khi bạn là một cái nhà được ủy quyền từ một cái thương hiệu khác. Nào nè, bạn có thể đọc nè. Bạn là chủ thương hiệu đó hoặc bạn được ủy quyền là nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam. Có nghĩa là những cái ví dụ như những cái thương hiệu mỹ phẩm hay quần áo ở nước ngoài mà bạn là một đại lý được ủy quyền tại Việt Nam thì bạn hoàn toàn có quyền được đăng ký vào Last Mall trên Lazada ha. Thì khi mà bạn là Last Mall trên Lazada thì bạn sẽ có được nhiều cái chính sách hơn, bạn sẽ được ưu đãi nhiều hơn. Đó, đây nè, tham gia độc quyền vào cái chương trình khuyến mãi dành cho Last Mall. Đó. Rồi, tương tự như vậy, và đa số ở đây chúng ta sẽ là cá nhân tự bán hàng, đúng không? Tự nhập sản phẩm về tự bán. Cho nên thông thường chúng ta sẽ lựa chọn nhiều nhất là nhà bán hàng trong nước, trong nước Việt Nam đó. Đây nè, bạn là cá nhân hộ kinh doanh hoặc công ty ở Việt Nam được sử dụng công cụ hỗ trợ bán hàng miễn phí hoa hồng. Đó. Còn nếu mà bạn nào là những người bán hàng ở nước ngoài thì bạn sẽ chọn một cái mục bên đây là nhà bán hàng nước ngoài. Đây, bạn là doanh nghiệp đang hoạt động tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thì đây là ba quốc gia mà Lazada cho bạn hợp tác ha. Rồi, ở đây thì đa số chúng ta sẽ là nhà bán hàng trong nước rồi. Chúng ta sẽ bấm vào cái nút màu cam cho Thịnh nha. Đăng ký trở thành nhà bán hàng trong nước. Rồi, bạn đợi chút xíu nha. Rồi, tiếp theo đây là một cái bảng đăng ký. Thì đây nè, chúc mừng. Chỉ còn một bước nữa là bắt đầu bán hàng với Lazada. Tiếp theo đây là đăng ký. Ở bên đây sẽ là cái phần bạn chọn ngôn ngữ English hay là tiếng Việt Nam thì bạn sẽ chọn là Việt Nam. Loại hình, ở đây nếu bạn là một cá nhân, đa số chúng ta là cá nhân thì chúng ta sẽ lựa chọn là cá nhân. Này, vui lòng xác nhận bạn đã trên 18 tuổi để đủ điều kiện đăng ký tài khoản bán hàng cá nhân trên Lazada. Họ yêu cầu là chúng ta phải trên 18 tuổi. Rồi, địa chỉ kho, ở đây thì chúng ta là nhà bán hàng trong nước mà nên địa chỉ kho sẽ là ở Việt Nam.
Rồi số di động ở đây bạn nhập số điện thoại di động của bạn vào ha. Rồi tiếp theo kéo thanh ngang để xác thực. Rồi đây mình sẽ kéo thanh ngang xác thực, tôi không phải là robot. Rồi ở đây là Lazada họ sẽ gửi cho bạn một cái mã xác thực ở đây ha. Đó. Rồi bạn giờ bạn có thể kiểm tra cái điện thoại của bạn. Rồi ok, mình sẽ nhập là. Rồi. Tiếp theo, phần dưới đây bạn nhập mật khẩu. Rồi, mật khẩu là ví dụ như mình. Rồi nó kêu là có 8 ký tự có chứa chữ số và ký tự đặc biệt luôn ha. Rồi địa chỉ email cho nên mình sẽ nhập là rồi tên gian hàng, ví dụ như mình nhập tên gian hàng của mình đại đi. Rồi ok, nhà mã của đại nếu có bỏ qua. Rồi bấm vào đánh dấu vào nút là tôi đã đồng ý với Lazada. Rồi bấm nút đăng ký đây. Rồi success, đó là Lazada báo bạn là đăng ký tài khoản thành công. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái bước là chúng ta sẽ tạo cái đơn hàng, một cái gian hàng ở trên Lazada. Rồi địa chỉ, địa chỉ ở đây bạn điền cái địa chỉ địa chỉ chính của bạn luôn. Nếu mà cái kho và cái kho và cái nhà của bạn là một địa chung địa chỉ luôn thì bạn điền vào đây ha. Ví dụ mình điền số là ví dụ như là này đi, bạn điền đầy đủ vào ha, tên số nhà quận quận. Rồi ok. Rồi tỉnh, ví dụ như đây mình ở Hồ Chí Minh, mình sẽ chọn là Hồ Chí Minh. Đây Hồ Chí Minh đây. Rồi quận đây là quận Bình Thạnh. Rồi của mình quận Bình Thạnh. Quốc này là phường ha, mình phường 14 đó. Rồi cái này địa chỉ kinh doanh này giống như địa chỉ kho, warehouse là kho ha. Rồi địa chỉ hoàn hàng là địa chỉ trả hàng về á, thì cũng là warehouse là kho luôn. Rồi bấm duyệt. Rồi ok, ở đây là bạn đã hoàn thành xong những thông tin cơ bản thì bạn có thể bấm vào nút là nhập thông tin gian hàng, nhập thông tin gian hàng ha. Rồi tiếp theo phần nhập thông tin gian hàng này á, thì Lazada sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân ha. Thì đầu tiên là ở phần loại chứng từ thì ở đây nó sẽ có hai loại chứng từ để bạn đăng lên, một là personal ID có nghĩa là giấy chứng minh nhân dân, còn hai là passport của bạn là hộ chiếu á ha. Thì thông thường ở đây chúng ta ai cũng sẽ đều sử dụng là personal ID là giấy chứng minh nhân dân. Rồi chỗ này bạn có thể ghi họ và tên của bạn vào ha. Rồi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ gian hàng thì bạn sẽ nhập số chứng minh nhân dân của bạn vào đây. Tiếp theo là đăng tải chứng minh nhân dân hộ chiếu mặt trước. Rồi thì bạn sẽ chụp hình cái giấy chứng minh nhân dân của bạn xong, mặt trước bạn để vào đây, chọn tập tin chỗ này ha. Rồi bạn sẽ chọn vào cái mặt trước, tương tự như vậy bạn sẽ chọn mặt sau. Rồi để mình tắt. Rồi tiếp theo ở đây là nhập thông tin tài khoản ngân hàng để bạn nhận được cái tiền hàng ha, nhận được tiền hàng khi mà Lazada đã chuyển hàng cho khách rồi. Rồi ví dụ như ở đây chủ tài khoản thì bạn sẽ ghi đầy đủ cái tên của bạn vào. Đó. Rồi ví dụ như số tài khoản. Rồi. Rồi tên ngân hàng ở đây bạn chọn vào ngân hàng, ví dụ như của mình là Vietcombank. Rồi để mình gọi chữ Vietcombank như đây, VCB. Rồi Vietcombank. Đó. Chi nhánh này tự có. Rồi chứng từ thông tin ngân hàng thì bạn không cần, bạn chỉ cần điền những cái thông tin nào mà có cái dấu màu đỏ thôi ha, điền những thông tin có dấu màu đỏ thôi. Đó vậy là xong. Ha, chọn xong bạn bấm nút duyệt, cái này là nó sẽ xanh cái nút duyệt lên, bạn bấm nút duyệt. Tại đây mình chưa bấm số và là mình chưa có chọn hình á ha. Thì xong thì Lazada sẽ duyệt cho bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái bước tiếp theo, đó là cái bước thêm sản phẩm vào gian hàng của mình trên Lazada. Để bạn có thể bắt đầu đăng sản phẩm vào trong gian hàng của Lazada thì ở giao diện này bạn nhìn bên tay trái đó, nó sẽ có cái chữ sản phẩm. Bạn bấm vào chữ sản phẩm và bạn bấm vào cái chữ thêm sản phẩm ở đây cho mình ha, thêm sản phẩm. Rồi bạn sẽ ra được cái giao diện giống như của Thịnh. Đầu tiên ở mục tên sản phẩm này bạn sẽ nhập cái tên sản phẩm của bạn vào, ví dụ như của mình là kem dưỡng da Innisfree. Đó
Khi bạn nhập cái kem dưỡng da Innisfree này vào thì Lazada bắt đầu hiện cho bạn những cái category gợi ý là những cái danh mục sản phẩm á, thì bạn sẽ lựa chọn những danh mục sản phẩm phù hợp, ví dụ như của mình là sản phẩm dành cho spa. Rồi ok. Khi bạn chọn danh mục xong, nó sẽ đổ xuống cho bạn rất là nhiều cái thông tin bên dưới ha. Rồi đầu tiên, ở đây là ví dụ như thương hiệu. Rồi, ví dụ thương hiệu của sản phẩm, ví dụ như của mình là Innisfree. Đó, mình sẽ chọn Innisfree. Còn nếu như của bạn không có thương hiệu thì bạn sẽ bấm vào nút không có thương hiệu đây. Đây, không có thương hiệu nó sẽ tự động hiện chữ no brand. Rồi mẫu mã ở đây thì bạn có thể đánh đại một cái mẫu gì đó để bạn quản lý sản phẩm thôi. Rồi tiếp theo xuống bạn sẽ thấy một cái điều nè, là sẽ có một cái mục đó là điểm nội dung ở nhỏ nhỏ bên dưới. Cái thanh điểm nội dung này nó sẽ có maximum là tối đa là 100 điểm. Cái thanh điểm nội dung này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lazada họ sẽ đo lường cái mức độ bạn tối ưu cái sản phẩm này. Nghĩa là bạn càng thêm nhiều thông tin chi tiết vào cái sản phẩm này của bạn thì cái điểm nội dung của bạn nó càng tăng. Mà khi điểm nội dung càng tăng thì đồng nghĩa việc là cái sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị nhiều hơn trên gian hàng của Lazada. À, có nghĩa là như thế, có nghĩa là Lazada họ mong muốn bạn cung cấp cho khách hàng thật nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm để khách hàng dễ ra quyết định mua hàng hơn đó. Đó thì lúc này cái điểm nội dung của bạn nó sẽ được tăng lên ha. Cho nên là trong quá trình này nè, thêm thông tin sản phẩm bạn cứ để ý đây nè, mình thêm càng thông tin chi tiết á thì cái điểm nội dung của mình nó càng tăng cao lên ha. Rồi. Tiếp theo xuống phần thông tin cơ bản thì ở trên Lazada có một cái điều rất là hay, đó là bạn có thể tùy chỉnh được cái phần thông tin sản phẩm, cái trang, cái giao diện thông tin sản phẩm luôn. Đây mình cho bạn xem thử nè. Đó, bạn có thể thấy dưới đây nè. Nó sẽ có, bỏ qua cái phần tạo mới ha, thì nó sẽ có ba cái phần giao diện thông tin sản phẩm như thế này, đó ba cái mẫu. Đó, cái này cái hai cái mẫu đầu tiên nè thường là dùng cho những bạn bán quần áo thời trang, tại vì nó sẽ có luôn sẵn cho các bạn cái khung để bạn đánh size vào á, size kích thước á. Rồi những bạn nào bán mỹ phẩm gì đó làm đẹp thì chọn hai mẫu đằng sau. Mình thì ví dụ mình chọn này đi. Khi bạn chọn mà bấm vào áp dụng mẫu thiết kế, nó sẽ hiện ra một cái bảng để bạn có thể tùy chỉnh được một số những cái thông tin. Mình ví dụ như là này. Khi mà bạn chỉnh sửa những cái trang này thì nó sẽ làm gọi là gia tăng cái tỷ lệ mua hàng của khách á ha, cho nên là mình chỉnh sửa thôi. Ví dụ như mình chọn vào đây đi. Rồi ví dụ bây giờ mình thêm hình ảnh đây. Mình kéo to này lên. Rồi mình bấm hình ảnh đây. Rồi bấm tạo mới, rồi bấm chọn hình ha, ví dụ như cái hình màu trắng này của mình nè, mình bấm chọn vô nó sẽ có cái viền màu xanh nè, bạn thấy nó có viền màu xanh. Rồi bấm chữ tạo mới đây. Rồi bấm chữ kèm. Mình sẽ lấy sẵn cái hình kem của mình nè. Đó, mình bấm đây. Đó, thì nó sẽ up hình, đăng hình sản phẩm lên. Đó, mình ví dụ như vậy. Đó ha, thì mình ví dụ như thế cho bạn hiểu. Nghĩa là bạn có thể hoàn toàn chỉnh sửa được cái thông tin sản phẩm của bạn ha. Rồi, ở đây phần chữ này nè. Thông tin information, thông tin thương hiệu này bạn có thể việt hóa lại được hết. Bạn có thể ví dụ là thông tin chi tiết. Đó, bạn gõ lại. Rồi cái này là thương hiệu nè. Đó. Rồi bạn gõ thương hiệu vào đây. Rồi. Mate gì đó của son đó, bạn có thể bấm xong rồi bạn bấm lưu trên đây nè. Đó bấm lưu. Thì bạn sẽ có cái trang thông tin sản phẩm của riêng của bạn, có nghĩa là từng sản phẩm có thể có những cái trang thông tin sản phẩm khác nhau tùy như bạn muốn khách hàng họ thấy những cái sản phẩm nào, đó, những cái thông tin gì. Đó thì bạn sẽ để vào. Đây. Rồi ok, đó. Đường dẫn video là nếu như mà cái sản phẩm của bạn có một cái video nào đó bạn đã đăng review ở trên YouTube, hoặc là bạn có những cái video review của những KOL, của những beauty blogger trong ngành của bạn thì bạn có thể để vào trong đây ha, của những người influencer trong ngành của bạn review về sản phẩm này, bạn có thể để vào đây để khách hàng họ dễ chốt đơn hơn ha, họ dễ thuyết phục hơn. Rồi, tiếp theo, đặc điểm nổi bật thì ở đây bạn sẽ ghi những cái thông tin chi tiết về sản phẩm của bạn thôi, ví dụ như hàng chính hãng. Đó. Rồi hàng chính hãng 100%. Rồi ví dụ như không gây kích ứng da. Rồi đó, ví dụ như vậy ha. Rồi, tiếp theo loại bảo hành. Đây, loại bảo hành thì bạn có thể loại chọn cái bảo hành
của bạn thôi. Thì những cái thông tin này á, mình ở đây mình có một cái lưu ý nè, những cái thông tin bạn cần điền á, những cái thông tin có nó có dấu màu đỏ, còn những cái thông tin mà không có dấu màu đỏ thì bạn cả, cứ tạm thời có thể bỏ qua được, mình chỉnh sửa sau được nha, bạn chỉnh sửa sau được, không không sao đâu. Rồi thời gian bảo hành, ví dụ bạn bảo hành 1 tháng chọn vào, rồi ví dụ như là chất liệu nguy hiểm là chất lỏng, pin hay là chất dễ cháy gì đó. Rồi chính sách bảo hành, bạn bảo hành như thế nào, chỉ bảo hành vỏ hay bảo hành mặt kính hay cái gì đó bạn ghi ra. Rồi tiếp theo hình ảnh, rồi đây mình sẽ đăng tải, có nghĩa là lúc này bạn phải có sẵn hình. Thường á là khi mà trong cái ô ở trên đây nè, cái phần mô tả này bạn đã thêm hình sản phẩm rồi, thì ở dưới đây bạn không cần thêm cũng được. Đây mình sẽ đăng tải thử hình ảnh sản phẩm cho bạn xem nha. Mình có 2 tấm đi, chọn vào rồi cái này rồi, ok. Mình tải lại cái trên. Nó yêu cầu là hình ảnh sản phẩm sẽ có kích thước như thế nào đó. Đây nè. Thước từ 3:30 đến 5.500, 5 nghĩa là nó cho đăng hình vuông thôi, nghĩa là nó sẽ cho bạn đăng hình vuông thôi. À, mình lấy thử hình này đi. Này mình vuông. Rồi ok. Rồi ví dụ như khối lượng gói hàng, ví dụ như bạn đi trọng lượng ha, ví dụ như của mình là nó tính theo ký nha bạn. Ví dụ của bạn là 500 500 gram đi thì bạn nhớ ghi là 0,5 kg nha. Rồi. Kích thước gì đó, kích thước ví dụ như nó tính theo cm, ví dụ mình 10 10 10 10 đi đó, mình ví dụ vậy. Rồi này tên tiếng Anh thôi, không có gì hết. Rồi đây là thuộc tính. Rồi thuộc tính chính, rồi bạn có thể chọn vào cái thuộc tính của sản phẩm này, ví dụ như là nguyên một cái combo hay là gói đơn, ví dụ mình bán lẻ sản phẩm mình chọn gói đơn, công suất, phân loại thương hiệu, rồi đó, ví dụ như Innisfree thương hiệu bình dân, rồi xuất xứ, có nghĩa là những cái thông tin này bạn nhập vào á, sẽ giúp cho khách hàng họ dễ tìm được cái sản phẩm của bạn hơn ha. Ví dụ mình chọn Đài Loan, rồi bảo hành no, dùng nguồn điện nhóm màu gì đó ha. Rồi giá phần này bạn điền giá thông tin sản phẩm nè, đó ví dụ mình là 500.000 đi. Rồi ok. Rồi số lượng nhiều lắm, mấy này bạn có thể bỏ qua được hết. Rồi bây bạn bấm nút xuất bản đây nè. Bạn lưu ý là trong suốt quá trình mà bạn sử dụng cái giao diện đăng hàng trên Lazada nè, thì ở bên góc phải nè luôn luôn có một cái ô chat. À sẽ luôn luôn có một cái ô chat để bạn liên hệ với lại bên bạn chat với support của Lazada đó ha, thì bạn có thể bấm vào liên hệ. Rồi bấm xuất bản. Rồi, ok, bạn đã tạo sản phẩm kem dưỡng da Innisfree, bạn tạo sản phẩm thành công. Đó, rồi bạn có thể vào mục quản lý sản phẩm. Nghĩa là sản phẩm của bạn còn việc kiểm duyệt đó nha, ha, bạn đợi Lazada kiểm duyệt sản phẩm của bạn đã. Để mình vào phần quản lý sản phẩm mình xem. Đây, đây là cái danh sách nè. Đó. Nó sẽ hiện thông tin các sản phẩm bạn đăng đây ha, bạn đăng thì nó sẽ xuống 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 từng hàng từng hàng từng hàng. Rồi ok. Bạn có thể tắt không cho hiển thị sản phẩm này, hoặc bạn có thể bật lên đó, tắt bật như đó rất là đơn giản ha. Rồi khi mà bạn đăng sản phẩm lên trên Lazada xong thì bây giờ vì cái tài khoản này mình tạo cho các bạn xem nãy giờ là mình chưa có xác thực tài khoản gì hết, cho nên là cái shop nó chưa hoạt động đó, thì bạn chỉ cần đăng giấy chứng minh nhân dân rồi để Lazada họ xác thực là tài khoản của bạn sẽ hoạt động ha. Thì bây giờ nè, bạn có thể tạo ra những cái chương trình khuyến mãi như là mãi giảm giá dành cho khách hàng bằng cách là bạn vào cái mục khuyến mãi bên tay trái nè. Đó, bạn vào trong cái mục là mãi giảm giá ha. Rồi bạn vào trong mục mãi giảm giá xong rồi bạn có thể thêm được những cái mãi giảm giá dành cho khách của mình. Rồi ví dụ như ở đây bên tay phải có cái mục là thêm mãi giảm giá mới, màu cam. Rồi, tiếp theo chỗ này tên mãi giảm giá thì bạn có thể nhập cái tên ví dụ như là Tết. Bạn có thể nhập cái mã mà bạn muốn cho khách hàng ở Tết 2020 đó, ví dụ vậy. Rồi ngay đây là ngày bắt đầu của mã, ví dụ ngày 31 tháng 10 2019, và ngày kết thúc là ngày ví dụ như là mình cho kết thúc vào ngày 1 tháng 1 2020 đó, ví dụ như vậy, lịch tay ha. Rồi 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 mã giảm giá thì nó vẫn là collectible thôi. Rồi
Tiếp theo là khu vực hiển thị thì bạn muốn chọn là kênh thông thường. Rồi tiếp theo là discount type, có nghĩa là cái loại, cái đơn mại giảm giá. Thì cái mại giảm giá nó có hai loại, một là bạn sẽ giảm hẳn một cái số tiền nào đó cho khách luôn, hai là bạn sẽ giảm thêm phần trăm cái đơn đơn hàng ha. Ví dụ như là mình chọn là ví dụ như mại giảm thêm phần trăm nè, đó giá trị giảm, là ví dụ như mình sẽ giảm 10% đi. Đây là thường bạn thường thấy á, là thường người ta sẽ kêu gọi khách hàng sử dụng mại giảm giá bằng cách là không phải là giảm 10%, nhưng mà phải là giảm 10% khi khách mua tối thiểu một cái giá trị đơn hàng là bao nhiêu. Ví dụ như ở đây mình nhập 100 ngàn nè, có nghĩa là ở đây mình bắt buộc á, là khách phải mua một cái đơn hàng tối thiểu là 100 ngàn thì mới có thể sử dụng cái mại giảm giá 10% này được. Đó nó là như thế ha. Và giảm tối đa là không quá bao nhiêu tiền đó, ví dụ như giảm không quá 20 ngàn, mình ví dụ vậy ha. Rồi cái này là số lượng mà giảm giá bao nhiêu bạn có, ví dụ bạn muốn chạy cái này một trong 100 mã. Đây là cái mã giảm giá dành cho một khách hàng, dành cái số lượng dành mã giảm giá dành cho một khách hàng, có nghĩa đây là số 1, có nghĩa là một khách chỉ được dùng mã này giảm này một lần thôi. Rồi vô shop, rồi apply to shop, rồi đây bạn có thể bấm đăng nha. Đó để thể bấm đăng rồi là mã giảm giá của bạn sẽ được đăng lên và sử dụng ha. Đó đó là cái cách mà bạn sẽ boost cái sản phẩm của mình đến nhiều khách hàng hơn để họ có thể sử dụng sản phẩm của bạn trên Lazada tốt hơn. Lúc nãy là Thịnh hướng dẫn cho bạn cách tạo một cái mã giảm giá trên đơn hàng, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn là tạo ra những chương trình là miễn phí vận chuyển cho khách ha, miễn phí vận chuyển cho khách. Rồi ví dụ như ở đây là bạn sẽ vào chữ khuyến mãi. Rồi hồi nãy là mình chọn chữ mại giảm giá đúng không? Thì bây giờ bạn sẽ chọn cái chữ là miễn phí vận chuyển ha, miễn phí vận chuyển. Khi bạn chọn vào chữ miễn phí vận chuyển xong thì bạn sẽ ra được cái giao diện giống như bên đây. Đầu tiên ở chỗ tên chương trình thì bạn sẽ nhập cái tên chương trình của miễn phí vận chuyển này mà bạn muốn dễ quản lý thôi, nghĩa là nó một chiến dịch marketing để bạn quản lý thôi. Ví dụ như là mình sẽ chọn là free ship Tết 2020, ví dụ vậy. Rồi tiếp theo một giai đoạn này là bạn sẽ chọn cái thời hạn của cái chương trình này diễn ra. Nó sẽ có hai mục, một là dài hạn có nghĩa là bạn sẽ hiện tại bạn không có cái thời gian, bạn chưa nghĩ ra cái ngày sẽ kết thúc cái chương trình này, thì sau này khi mà bạn nghĩ ra thì bạn chỉ việc vào tắt cái chương trình này thôi. Còn nếu mà bạn đã có một cái chiến dịch mà bạn đã xác định được cái thời gian bắt đầu và kết thúc rồi á, thì bạn sẽ chọn vào một thời gian xác định đó, bạn sẽ chọn được ngày bắt đầu và ngày kết thúc ha. Rồi ví dụ mình chọn dài hạn. Tiếp theo phần điều kiện là điều kiện để được free ship, nghĩa là điều kiện để khách được free ship. Một là khách mua từ bao nhiêu sản phẩm trở lên, đây là mua ít sản phẩm, ví dụ mình điền số 10 chỗ này đi, có nghĩa là bắt buộc khách phải mua từ 10 sản phẩm trở lên thì mới được free ship, không cần biết giá trị đơn hàng là bao nhiêu nha, chỉ cần 10 sản phẩm thôi là được free ship. Hoặc bạn chọn vào đơn hàng giá trị từ đó, ví dụ như ở đây bạn muốn ràng buộc khách là phải mua từ bao nhiêu, tối thiểu là bao nhiêu tiền thì mới được free ship. Đây ví dụ mình nhập 99 ngàn có nghĩa là khách phải mua từ 99 ngàn trở lên thì mới được free ship. Rồi tiếp theo ở đây là giảm giá phí vận chuyển, một là bạn miễn phí hoàn toàn luôn, hai là bạn có thể trợ giá nghĩa là bạn giảm một một phần tiền nào đó cho khách, ví dụ như ở đây mình nhập 10 ngàn à, có nghĩa là kèm nguyên cái điều kiện này, có nghĩa là khách mua đơn hàng tối thiểu là 99 ngàn thì sẽ được trợ giá giảm giá vận chuyển là 10 ngàn, ví dụ vậy. Nhưng mà mình thấy thông thường khi mà các shop đã chạy cái chương trình này rồi á thì họ sẽ chọn luôn miễn phí vận chuyển. Khi mà bạn chọn miễn phí vận chuyển và bạn tăng cái giá trị đơn hàng khách bắt buộc này lên nè, đó bạn bạn bắt buộc khách mua một số lượng đơn hàng nhiều hơn thì nó sẽ hấp dẫn hơn là cái việc là bạn chỉ trợ giá thôi. Tại vì khi mà khách hàng họ mua hàng á, họ nghe phải trả thêm cái tiền phí vận chuyển nữa thì thường là họ sẽ cảm thấy ngại và họ sẽ không có xuống tiền để mà mua liền. Cho nên á, để mà thúc đẩy khách mua liền thì bạn sẽ chọn cho mình là miễn phí vận chuyển luôn và bạn tăng cái giá trị đơn hàng tối thiểu mà khách phải mua lên ha. Thì cái đó thì khách sẽ có tâm lý là mua dễ mua hơn. Rồi hình thức vận chuyển ở đây standard thôi. Standard là chuyển giao bình thường á chứ không, còn express là giao nhanh. Thường là standard thôi, miễn phí vận chuyển thì standard thôi. Rồi khu vực. Đây. Khu vực thì bạn có thể chọn tất cả là áp dụng cho tất cả các khách nào mà shop bạn mua luôn, hoặc là khu vực xác định này ở đây bạn chọn những cái tỉnh thành mà bạn muốn thôi, nhưng thường là chọn tất cả đi. Rồi, ngân sách cho chiến dịch này bạn muốn chạy ví dụ như 100 nghìn. Rồi, toàn bộ bạn muốn áp dụng cái này cho toàn bộ cửa hàng là cho tất cả sản phẩm hay chỉ những sản phẩm nhất định thôi. Đây, ví dụ như một số sản phẩm nhất định thì bạn chọn thêm sản phẩm đây nè. Đó thì sẽ hiển thị ra những sản phẩm mà bạn chọn ha. Đó, ví dụ áp dụng toàn bộ cửa hàng và bấm nút đăng dưới đây thì chương trình này sẽ được gửi lên. Đó,
Thì muốn chạy những chương trình này, trước nhất thì đầu tiên là cái shop của bạn nó phải được duyệt cái đã, phải được Lazada duyệt, và sản phẩm bạn được duyệt cái đã thì bạn mới được ứng dụng những chương trình này vô. Chứ sản phẩm của bạn chưa được lên sàn thì làm sao mà bạn có thể ứng dụng chương trình khuyến mãi được, đúng không? Cho nên á, là bạn phải làm cho mình các cái bước, ví dụ như là các cái bước, ví dụ như lúc nãy đó là cái phần mà bạn sẽ phải xác thực cái đơn hàng, xác thực cái giấy chứng minh nhân dân của bạn với Lazada. Thì khi mà mình đăng ký cái tài khoản Lazada, thông thường sẽ có nhân viên gọi điện cho bạn. Thường là như thế, sẽ có nhân viên gọi điện qua số điện thoại của bạn để mà liên hệ kích hoạt gì đó cho bạn đó. Thì bạn cứ làm theo hướng dẫn của họ thôi. À, đó, ở đây này nó có một cái bước này nè. Đó là nhập thông tin gian hàng. Đó là bạn sẽ nhập vào đây và bạn nhập đầy đủ thông tin. Tại lúc nãy mình bỏ qua đó, cho nên là mình sẽ không thể được duyệt cái shop của mình được. Cho nên bạn nhập đầy đủ thông tin và đợi Lazada họ duyệt thì shop của bạn sẽ được duyệt ha. Và nếu trong suốt quá trình xem video mà bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video để cùng thảo luận với Thịnh. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của mình để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.